Ngủ dậy thấy con trăng có bụng phình to nằm bất thường trước sân. Chủ nhà hãi hùn khi biết được thứ bên trong bụng nó. Mới đây, một sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh An Thông, đất nước Thái Lan đã được mọi người truyền tay nhau không ngừng nghỉ. Theo tờ báo News Flash kể lại, tối hôm đó vẫn như mọi khi, người dân ở ngôi làng này đã đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau, khi vừa bình minh, một người chủ nhà đã đi ra ngoài để sửa soạn dụng cụ làm vườn, thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Cụ thể, ở trước sân nhà, ngay chỗ chiếc chuồng bỏ hoang, có xuất hiện một con trăng với kích thước khá lớn. Con trăng này không hề có phản ứng gì khi nhìn thấy người chủ nhà xuất hiện, và nó cũng chậm chạp không thể lết ra khỏi chuồng, bởi lẽ chiếc bụng của nó đang phình to một cách bất thường. Nhìn chiếc bụng căng phình của con trăng, chủ nhà đã vô cùng sợ hãi, nhưng sau đó anh lại thở phào nhẹ nhõm vì những đứa trẻ trong nhà mình vẫn bình an vô sự. Ngay lúc này, người đàn ông trên đã gọi thợ bắt rắn đến để tìm cách xử lý, cũng như xem rõ cái thứ đang nằm gọn trong bụng con trăng kia là thứ gì. Từ video quay lại có thể thấy, một thợ bắt rắn đã vào chuồng, dùng tay không nắm đầu lôi nó ra ngoài. Trước kỹ thuật của thợ rắn, con trăng đã nhanh chóng nôn thứ căng phình trong bụng mình ra, trước sự chứng kiến hãi hùng của chủ nhà và những người xung quanh. Thì ra, nạn nhân bị con trăng xử lý vào đêm qua chính là hai con mèo lớn của gia đình anh. Ratha Tapianthong, người thợ bắt rắn, cho rằng con trăng có thể đã âm thầm quan sát con mồi và chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Nó có vẻ rất đói và đã nuốt chửng hai con mèo. Theo tờ báo News Flash, con trăng thuộc giống trăng lưới phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. Loài này thường sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí là các thành phố trong môi trường sống của con người. Trăng lưới là một trong những loài bò sát lớn nhất thế giới. Chúng có thể nuốt chửng các con mồi với kích thước lớn như mèo, chó, chim, chuột và các loài bò sát khác.